Voice of America, New York here. Năm 1957, tôi là một sinh viên học tại Na Uy theo chương trình Fulbright. Khi đó tôi đang đi thu nhặt các mẫu địa chất. Đài phát thanh Mỹ duy nhất mà tôi bắt được sóng là đài VOA bên ngoài thủ đô của Algeria. Và lúc đó tôi thưởng thức nhạc jazz từ A tới Z của Willis Carnarvon thì chương trình bị gián đoạn và người ta thông báo rằng Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên ra khỏi trái đất. Đó là chiếc Sputnik the First. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng mình cần phải tập trung vào lĩnh vực không gian. Chúng ta quyết định bay lên mặt trăng trong thập niên này và làm những điều khác không phải bởi vì chúng dễ, mà bởi vì chúng khó thực hiện. Khi Tổng thống Kennedy tuyên bố nước Mỹ đang lên kế hoạch bay lên mặt trăng và sẽ hoàn thành mục tiêu đó trong thập niên đó, tôi thực sự không thể tin nổi. Tôi nói rằng, không thể nào, ông ấy chỉ nói vậy để tăng tự tin cho chúng ta, chứ tôi không nghĩ nó khả thi. Không quốc gia nào muốn dẫn đầu các nước khác lại có thể đi sau trong cuộc đua vũ trụ. Vượt trội trên không gian là số một, là người đi đầu. Người dân của quốc gia này sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì thấp hơn thế. Đó là ví dụ xuất sắc nhất về thứ có thể xảy ra nếu bạn chọn đúng người, đúng khả năng để họ làm việc cùng với nhau. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt thì phép màu sẽ xảy ra. Nó là một điển hình tuyệt vời cho một tổ chức nằm bên trong một cơ quan lớn của chính phủ. Đó là điều chúng ta không còn được thấy nhiều nữa. Chúng tôi đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và sự nỗ lực để vươn tới vị trí dẫn đầu với chương trình Apollo. This is the Voice of America's Apollo 11 News Center. It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky. The next critical point in the lunar landing flight comes in about 2 hours from now. Tranquility Base here. Chương trình vũ trụ này là một động lực tích cực cho mọi người, mang đến niềm hy vọng và những thứ mà đất nước này đang thực hiện. Apollo 13 là điều mà một đội được chuẩn bị tốt có thể làm được. Nhóm này được huấn luyện để xử lý những tình huống khẩn cấp như vậy, và họ đã làm với trách nhiệm tuyệt vời. Tôi là giám đốc phi hành của tàu Apollo 17 khi mà Gene Cernan và Jack Smith là hai phi hành gia. Chúng tôi nhận được một tin nhắn từ Tổng thống nói rằng đây có thể là chuyến bay cuối cùng trong thế kỷ này. Đó là thời khắc vừa sung sướng vừa ngậm ngùi với chúng tôi, bởi vì chúng tôi cống hiến động lực của quốc gia để trở thành những người tiên phong khám phá. Bạn của tôi Neil Armstrong từng nghĩ rằng quay trở lại mặt trăng là một điều kiện cần thiết để khám phá sao Hỏa. Tôi đã từng nghĩ rằng có thể phải mất từ 50 tới 60 năm nữa trước khi người Mỹ quay trở lại mặt trăng. Tôi lẽ ra không nên đoán vậy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là giờ này chúng ta vẫn chưa tới được sao Hỏa. Tôi là một người sao Hỏa. Tôi nghĩ rằng sao Hỏa là điểm đến lý tưởng tiếp theo. Tôi rất chờ đợi đợt kỷ niệm lần thứ 50 này bởi nó có thể và nên là một lời tái khẳng định về con đường mà chúng ta đã vạch ra.